chào các bạn đây là các video làm thử trắc nghiệm môn triết học các bạn làm thử và kiểm tra đáp án ở cuối video chúc các bạn học tập tốt môn triết học mark lenin Cảm ơn các em đã xem video. Các em lưu ý là khi mình để đáp án ở cuối video, các em làm bài xong, các em cần so sánh với đáp án. Câu nào sai thì các em cần phải tìm lại tài liệu, xem mình sai ở chỗ nào. Thông qua đó, rút kinh nghiệm để làm tốt các cái câu hỏi trắc nghiệm. Chúc các em học tập tốt môn triết học Mark Lenin.